Rồi chào bạn ơi, hôm nay tiếp tục lên bắt con ong trên này các bạn. Cái chạm biển cũng cao quá rồi, để em lên cảnh này. Có mặt không quay cho bạn xem nha. Quá trời cây. Chào bán nền luôn. Chào bác nền luôn các bạn ơi. Rồi đây anh bắt nha các bạn. Máy cắt hát bên này. Trời nhanh nhỏ. Quá thế cái mặt này. Ôi trời, nó mới về đâu mặt trời. Thua. Thank you.
Trời những trận nhỏ. Quá trời mặt bạn ơi, cắt khỏa mặt này, bên ké bên mặt các bạn, quá tai. Chờ con mặt này nè,
Xuống tới đất anh em ơi. Rồi chào các bạn nha. Nay về quê bắt ong các bạn ơi. Cánh đồng lúa nè. Ong trên cây nè, thầm lầm luôn. Nhánh hơi nhỏ nha các bạn. Đây, anh chủ nhà. Rồi đây mình lên nha. Thấy mặt quỷ quá. Đóng thùng lầm các bạn ơi. Để anh cắt nha các bạn ơi. Gió quá trời gió. Ít con quạt không nhiều không? Con mới về. Có thằng con các bạn.
đẹp luôn. Mặt cá đẹp nha các bạn. Gió. Tới đất các bạn ơi. Chân đeo có nè các bạn, ta làm biến mà làm biến ngoan. Ra ngoài đây. Trong ống rất là đẹp luôn. Rồi, kết thúc video đây nha các bạn.